Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. anh ạ. Nắp bình dầu mà, nắp bình dầu có cái cái thì nó to, nó nhỏ thì không cần. Mà nó cam nhiều to nhỉ? Nếu thế mà y nó như thế nặng hồ. Đi bận hỏi đó. ta xin đã Tân Vân ăn phát mình ở dùng nghe nghe là Ở dưới nó không có cửa xả chứ à? Có cửa xả đấy. Cái máy này là cái máy cuối đưa lên. Máy cũ nó rất to đấy. Cái này nó không thả một tròi gì. Nếu đi anh cứ không bỏ một cây chuối gì trong cái này đâu. Thôi nhớ đi. Anh đã biết rồi. Đặt cây chuối mà. Có mà bụi thế. Nhà như có xem được là giờ bị chắc cũng vừa nó sẽ cái bị sang. Cháu nó quăng lên mà. Nhân sắn. Nhân sắn. Hai ba. Good.